Hai mọi người, hôm nay mình sẽ làm ngôi nhà bằng giấy cho các bé nhà mình chơi. Các bạn xem và cùng làm nhé. Các bạn cần chuẩn bị một cái thùng giấy to to như thế này. Đây là thùng máy giặt. Và một số đồ dùng khác là giấy này, kéo này, dao này, thước, bút này, và cả sữa. Sơn acrylic nữa. Dù bắn keo và keo đến là cái vật dụng không thể thiếu được nữa các bạn nha. Rồi và bây giờ thì bắt đầu nhé các bạn. Đầu tiên mình sẽ cắt như thế này để làm cái phần mái nhà trước các bạn nha. Các bạn dùng keo lến để gắn các cái mép lại cho nó chắc chắn. Rồi bây giờ thì sẽ cắt trổ các cái phần cửa chính. Rồi, các bạn cắt theo ý thích của các bạn nhé. Đây, cửa sổ, cửa phụ trên và hai cái cửa sổ hai bên. Giờ mình dùng keo sữa để mình dán cái giấy dán tường bên ngoài cho cái bề mặt nó đẹp hơn. Và có rất là nhiều cái miếng giấy vụn như thế này nên mình đã có ý tưởng mình làm những cái viên ngói. Cắt nhỏ ra thành những cái viên ngói này, xong là mình gắn lên mái nhà. Rồi đây là cái phần mà mình cắt trổ cái cửa sổ ra nhé. Các bạn đo lại và các bạn cắt như này để trang trí cửa sổ này. Đây là hai miếng cửa sổ hình vuông hai bên. Mình sẽ cắt khoảng 8 đoạn, khoảng 3 cm một. Rồi các bạn đo vào cái phần mình cắt trổ ra rồi gắn nó thành cái hình bao quanh cái miếng cửa sổ đấy để trang trí bên ngoài cửa sổ cho nó đẹp hơn. Rồi bây giờ sẽ dùng keo lến để gắn các cái từng cái miếng viên ngói một lên mái nhà nha. Các bạn xếp như kiểu là cái hình vây cá đấy. Thank you.
Rồi sau khi xếp xong mái nhà thì mình sẽ dùng màu đỏ để tô cái phần mái, tô rất là cái phần mái nhé các bạn nhé. Giờ bây giờ thì mình sẽ làm rèm cửa cho các cửa sổ và cái cửa chính. Các bạn lấy các cái đồ cũ như khăn bông bay của bé này không dùng đến nữa, nó cũ nó hỏng rồi, mình cắt ra. Máy cũ hỏng rồi của mình đây. Đó, tận dụng những đồ cũ thôi nha các bạn nhé. Khăn bông bay này mình sẽ dùng để trang trí phần cửa sổ, làm rèm cửa sổ này. Cái vải chấm bi này là ở phần dưới của vải cũ, mình cắt ra làm cái rèm cửa chính. Rồi xong rồi các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy thích ngôi nhà và thích cái ý tưởng này mình làm cho các bé nhà mình thì các bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để xem được nhiều video mình hay hơn nữa nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video.